Sân chợ băng này nằm trong khuôn viên của Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở thủ đô Moscow, có diện tích lên tới 20.000 m2. Với công nghệ làm lạnh nhân tạo, sân băng luôn đem đến cảm giác an toàn và thoải mái cho dù nhiệt độ xung quanh ấm hơn. Tôi rất thích sân trượt băng này, nó rất trơn và láng mịn, không khí ở đây cũng rất tuyệt, có nhiều người cũng đưa gia đình và con cái tới đây chơi nữa. Ngoài ra, thay vì có hình tròn như các sân băng truyền thống, sân băng này chạy vòng quanh công viên, cho phép người trượt băng có cơ hội được khám phá và thể hiện kỹ năng nhiều hơn. Kích thước của sân băng này rất tuyệt, không gian ở đây khiến mọi người cảm thấy thư giãn hơn. Một trong những điểm nhấn của sân trượt năm nay là màn hình đặc biệt được gắn trên mặt băng. Những màn hình này sẽ trình chiếu những cách chào đón năm mới truyền thống kể từ những năm 50 của thế kỷ trước.